Xin chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng Casio giải quyết các bài toán mũ Loga trong bài ôn tập lần thứ 3 này. Các em tham gia nhóm thủ thuật Casio khối A cùng chia sẻ với bạn bè. Thì ở câu số 1, M thì ta việc chỉ cần tính biểu thức này vào thôi. Thì các em chú ý là năm nay là năm đầu tiên thi đại học môn toán trắc nghiệm, thì các em làm sao mà ôn tập những cái dạng cơ bản thôi, không quá đánh đố nhau. Thì các em có thể tham khảo cái đề minh họa của Bộ Giáo dục thì thấy rằng là cái mức độ nó không quá đánh đố nhau. Mỗi cái bài toán thì cùng lắm thì làm tối đa là khoảng 3 đến 4 phút làm ra đáp án. Có những bài mà vừa đọc cái em biết ngay được kết quả. Đây, đáp án câu 1 là đáp án B. Câu số 2 thì A mũ 2/3 thì căn A em có thể sử dụng là A mũ 1/2 nhân với A mũ 2/3 thì bằng là sử dụng công thức là căn bậc N của A mũ M thế bằng A mũ M trên N, ở đây thì bằng 2/3 cộng 1/2 đáp án A. Thì các em có thể là sử dụng là máy tính Casio, các em nhập là A mũ 2/3 nhân căn bậc 2 của A và trừ đi cái thằng đáp án đấy. Đáp án đây là A mũ 7/16 và mình cạc một giá trị A bất kỳ và đừng cho cái giá trị đặc biệt như là 0 chẳng hạn, 1 thì đây thì nó bằng 0 thì là chính là đáp án đúng. Câu số 3 thì tương tự, thì các em nhập cái biểu thức nó vào, căn bậc 3 alpha x nhân với căn bậc 6 của alpha x tại giá trị là x của mình đây nó bằng là 0,09 thì nó bằng 3/10 là chính là bằng là 0,3. Câu số 4 tìm tập tác định của hàm số. Đây câu này em thấy rằng là x bình bằng r tập sen định d bằng r, nhìn cái là nó ra ngay đáp án. Ở cái câu số 5 này thì em thấy là có thể sử dụng lần lượt từ trong ra ngoài, căn bậc 2 của 2/3 nó bằng 2/3 mũ 1/2 nhân với 2/3 rồi mình lại mũ căn của mũ 3 lên. Thì ở đây thì thầy sẽ sử dụng máy tính Casio, mình nhập cái biểu thức này vào, 2/3 lại căn của 2/3 lại căn bậc 2 của 2/3 và em trừ đi cho đáp án, em chú ý cho con trỏ chuột cho hẳn ra ngoài dấu căn đấy. 2/3 2/3 mũ 5/18. Em để ý hiện nay trên mạng rất nhiều tài liệu về trắc nghiệm nhưng mà các cái nhiều bài đáp án sai rất nhiều, bởi vì các thầy làm là lấy từ tự luận rồi chạy sang trắc nghiệm, thế nên là khi mà làm bài nhiều bài các em không thấy ra đáp án thì các em phải tự tin với bản thân của mình là mình chắc chắn là mình làm đúng. 1/2 thì nó bằng 0, vậy đáp án là đáp án B. Câu số 6 rút gọn biểu thức này. Đây câu đây, đề bài là thầy đánh nó hơi bị lỗi. Thì cũng tương tự như vậy, ta sẽ thấy lấy thằng này và trừ đi các đáp án. Thì ở đây nó sẽ là ra đáp án B, các em tự thực hiện. Câu số 7 tương tự như vậy. Ta cũng nhập các biểu thức. Ở đáp án A là A mũ 4, B mũ 6, A mũ 4, B mũ 6. Trừ đi, mình chuyển về đây, chuyển trừ đi 8 loga cơ số 7 của AB bình phương. Và thằng trừ 2 chuyển sang này là cộng 2 loga cơ số 7. Alpha A bình phương A mũ 3 B. Đây mình cạc hai, có hai giá trị cho hai giá trị A B và bất kỳ vào. Ở đây 0 bằng 0 thì vậy đã đổi lại thành đáp án B là thành A bình phương B mũ 14. Vậy đáp án là đáp án B. Ở câu số 8 cũng tương tự như vậy, ta nhập cái biểu thức đấy vào thì là ta trừ đi các đáp án, ở đây là câu số 8 thì các em thấy tự thực hiện nó ra đáp án A. Câu số 9
hàm số y bằng log dp chịu đổi x. Thì ở đây thì là mình sẽ thay các cái giá trị vào, trị đối 1 trừ sin x để ý đây là sang chế độ radian, mình phải để trên máy này có chế độ radian này, đây là shift pi trên 2 này. Nếu mà khi mà máy nó báo này thì có nghĩa là tại pi trên 2 nó không tồn tại cái giá trị, có nghĩa là không xác định tại pi trên 2, thì vậy là trừ đi là rất là thì là r phải trừ đi, thử xem là tiếp là các giá trị pi, thì khi mà các pi thì sao thì vẫn ra giá trị bằng không, chứng vậy là không cần phải trừ. Như vậy tiếp là pi trên 3, pi trên 3 thì vậy là cô số 9 là đáp án A. Tập nghiệm của phương trình này thì em thấy rằng là 1 phần 16 thì nó tức là thành là 2 mũ trừ 4, trừ 4 trừ 4 hết thì phương trình ứng nghiệm là 0 với 1. Hoặc các em có thể là giải phương trình này ra. Và đây em thử 2 mũ x bình phương trừ đi x trừ đi 4 trừ đi 1 phần 16 và các giá trị vào đây là 0 này thì bằng 0, các 1 thì nó bằng 0, vậy nó là đáp án C là chuẩn. Câu số 11 thì đầu tiên thì em phải suy nghĩ là cái cắt trục hoành tại điểm A, thì đặt ra một câu hỏi trong đầu điểm A ra độ bao nhiêu. Cắt trục hoành tức là log dp(x) bằng 0, tức là x sẽ bằng 1, thì vậy là cắt trục hoành tại điểm 1 0. Đấy, mình giải quyết được cái vấn đề này rồi, tiếp mình đến tiếp tuyến tại, thì các em có thể xem lại bài viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Thì đây tại này thì là y tiếp tuyến có dạng y bằng a cộng b, thì a sẽ bằng là y phẩy x không, b của nó sẽ là bằng là y không trừ đi y phẩy x không nhân x. Thì ở đây thầy sẽ thầy để ý là đây có cái hệ số nó là 1, 2, 3, 4 thì nó chỉ khác nhau là khác nhau hết. Thì mình sẽ tính là log đạo hàm của hàm số ấy tại cái điểm 1, log np của x tại x bằng 1 thì nó bằng bao nhiêu. Này là có nghĩa là thiếu ngoặc này. Như vậy tại x nó bằng 1 thì nó là đáp án A. Trong trường hợp mà có hai đáp án đều có 1 thì mình mới đi tính đến B. Câu số 12 thì ở đây thấy là có hai hướng, có thể là em sẽ biến đổi 9 mũ x thì thành là 3 mũ x, à, 3 bình phương là 3 mũ 2x cộng với 3 mũ trừ 2x cộng bằng 23, thì mình giải ra 3 mũ x rồi mình thay vào cái biểu thức K. Cái thứ hai là mình có thể giải cái phương trình 9 mũ x ra cộng với để xem x nó bằng bao nhiêu, nó mình thay vào cái thằng cái biểu thức K kia trừ đi 23. Thì đây ra số này mình sẽ nhớ vào biến A. Đấy. Bây giờ mình sẽ điền cái biểu thức K vào 2 cộng 3 mũ x cộng với 3 mũ trừ x trên 1 trừ 3 mũ x trừ đi 3 mũ trừ 3 x. Tại giá trị là A. Vậy đáp án nó là trừ 5 phần 2, 12 đáp án A. Câu số 13 thì hệ phương trình thì ta câu này đơn giản là việc thay các giá trị x, y vào sẵn ở đây. Thì xem thằng đáp án nào là thỏa mãn. Thế em để ý thế này, nếu mà ở phương trình thứ nhất này, x bình cộng y bình bằng 20 thì 3 bình cộng với 2 bình không bằng 20 này. 4 bình cộng với 2 bình, 16 cộng 4, 20 có 3 căn 2 với căn 2 là 9, 9, 2, 18, 18, 2 là có thể là bằng 20 này. Thì em thấy là có đáp án B và C cùng thỏa mãn phương trình 1. Thì ta thử xem tiếp là phương trình 2. Ở phương trình thứ 2 là noga cơ số 2 của 4 này, cộng noga cơ số 2 của 2 này. Thì noga cơ số 2 của 4 nó bằng noga cơ số 2 của 2 bình phương thì nó bằng là 2 cộng 1 bằng 3. Thì nhiều em không chắc chắn thì có thể là sử dụng máy tính tính nha. Ví dụ đây noga cơ số 2 của 4 này cộng với noga cơ số 2 của 2 thì nó bằng 3. Câu số 13 hệ phương trình cũng có nghiệm thì câu số 13 cũng tương tự như vậy. Mình xem là cái thỏa mãn ở một trong hai phương trình thì cách nhanh nhất thì là mình sẽ là điền này 3 mũ y cộng 1 này
trừ đi 2 mũ x này, trừ đi 5. Mình thay các giá trị này, y bằng đáp án A này bằng 4 này, x bằng 3 này, thì 0 bằng 0 này, tiếp này, y bằng 3 này, x bằng 1 này, 0 bằng 0 này, y bằng 1 này, x bằng 2 này, thì nó bằng 0. Thì mình tiếp là y bằng 4 này, x bằng 4, 0 bằng 0, như vậy là đáp án câu 14 là đáp án C. Trong trường hợp mà lại có hai đáp án đều thỏa mãn thì mình tiếp tục xét đến phương trình thứ hai. Xác định M để câu số 15, M để phương trình có hai nghiệm phân biệt, thì em thấy rằng là khi mình đặt T bằng 2 mũ x thì đằng này là T bình trừ 2 M, T cộng M cộng 2, thì để nó có hai nghiệm phân biệt thì phải là hai nghiệm dương, bởi vì là 2 mũ x thì luôn dương. Thì đây mình sẽ là trong trường hợp ở đây mình sẽ là M nhỏ hơn 2 này, M lớn hơn trừ 2, nhỏ hơn 2, mình thay giá trị 0 vào. Khi M bằng 0 thì là 4 mũ x cộng 4 bằng 0, thì phương trình này vô nghiệm này. Thế thì 0 nó lại nằm ở trong đáp án A này, đáp án B này. Như vậy đáp án A và B là sai. Thì đây ta còn đáp án C. C thì mình sẽ giải phương trình bậc 2. Thì khi đó thì là đây là thành là C thì bằng 1. Ở đây M lớn hơn 2 thầy cho bằng 3 là trừ 6 này. Đằng kia là 5 này. Để có x bằng 5 và bằng 1 thì rõ ràng là có hai nghiệm phân biệt dương. Thì câu 16, bất phương trình có tập nghiệm là Noga cơ số x cộng 7. Thì đây mình sẽ giải phương trình. Câu 17, hàm số fx bằng x nhân e mũ chứ x đạt cực trị tại điểm. Đáp án thì ta thấy rằng là điều kiện cần để hàm số đạt cực trị là hàm số đó, đạo hàm tại đó f phẩy x tại điểm đó bằng 0, hoặc là hàm số có đạo hàm không tồn tại đạo hàm. Thì ở đây ta sẽ thay các giá trị thì thấy là có là đáp án C, x bằng 1 thì nó bằng 0. Thì các em chú ý nhược điểm của máy Casio FX thì là có nghĩa là ví dụ như là đạo hàm của tại của căn bậc 3 của x bình phương tại giá trị x bằng 0 thì nó lại bằng 0, mặc dù là khi đó thì là cái này là x mũ 2 trên 3 thì nó bằng là 2 phần 3 1 trên căn bậc 3 của x, thì tại bằng 0 thì nó không xác định. Đấy là cái nhược điểm của cái máy tính Casio. Thì các em phải chú ý khi mà thực hiện các cái tính đạo hàm tại một điểm. Câu số 19, bất phương trình có tập nghiệm là, thì ở đây thì là em thấy rằng khi đặt t bằng 3 mũ x thì là 9 mũ x sẽ bằng là t bình phương, hoặc là em có thể là sử dụng ngay trực tiếp máy tính là 9 mũ x. Ta thay các cái giá trị trong các đáp án vào, ở đây là từ 1 đến dương vô cùng, ta thay là 2, thì giá trị nào chỗ nào mà lấy đây ở đây yêu cầu là nhỏ hơn 0 thay bằng 2 thì nó lại là dương. 2 thì nó lại nằm tiếp là từ trừ vô cùng đến 1 thì ta cho là trừ 5 thì là âm. Trừ 1 đến 1, trừ 1 đến 1 là trừ đi 0,9, như thấy cũng là âm. Thì ta để ý rằng là trừ 1 đến 1 là con của trừ vô cùng đến 1, như vậy ta chọn đáp án B. Câu 20, tập hợp các giá trị của x để biểu thức này, Noga cơ số 5 của x mũ 3 trừ x bình phương trừ 2x có nghĩa. Thì câu này thì tương tự, ta sẽ thay các giá trị của đáp án vào. X mũ 3 trừ x bình phương trừ đi 2x. Ở đây là từ 0 đến 1 ta lấy 0,1. Thấy rằng là hàm số nó sẽ không xác định trong cái khoảng 0,1 thì tiếp từ 1 đến dương vô cùng thì ta lấy giá trị là 2. 2 cũng không xác định. Ta thấy là 0,1 thì cũng nằm trong đáp án D, vì là từ trong thuộc khoảng 0 đến 2, vậy đáp án D cũng loại. Thì là đáp án B 2 cũng loại. Như vậy ta còn đáp án C. Câu 21, Noga cơ số 2 của A bằng tính này theo A, thì này ta sẽ tính đây là cơ số 10. Ta lấy thằng
1, 2, 5 chia 4. Và mình sẽ trừ đi cái đáp án của đó. Trừ đi 3, trừ đi 5A. Thì mình có thể thay ngay A nó bằng là loga của số 2, loga của 2 thì bằng 0 ngay. Thì vậy đáp án của nó đáp án A. Câu số 22, hệ của bất phương trình. Thì tương tự như các bài hệ phương trình, ta sẽ thay các đáp án vào xem ở từng cái phương trình một. Thứ nhất là cho vào cái phương trình thứ nhất là 4 mũ x cộng 1 trừ đi 8 mũ 6 trừ 2x. Ở đây là sẽ ra nhỏ hơn bằng 0. Ở đây từ 2 đến dương vô cùng thì ta cho 3. Bằng 3 thì lại là ra dương, thì đáp án A và đáp án D sẽ loại. Tiếp ta sẽ cho là 0,2. 0,2 đều âm vô cùng thì đáp án B và C đều thỏa mãn. Rồi tiếp ta sẽ xem ở cái phương trình thứ hai, 3 mũ của 4x cộng 5 trừ đi 27 mũ 1 cộng x. Ta xem đáp án C trước là trừ vô cùng đến 1 trừ 5 trừ 3, thì ở đây là sẽ yêu cầu lớn 0 thì lại ra âm. Thì vậy đáp án C loại, thì vậy là còn đáp án B. Câu số 23, hệ phương trình là có mấy nghiệm. Thì em để ý rằng ở đây là cái trên này là ta có thể là rút x sẽ bằng là trừ 1 trừ 2y. Thì ta thay vào đây, thay vào được là phương trình là x cộng với y bình phương, thì x khi đó là trừ 1 trừ đi 2y cộng y bình bằng 16 bằng 4 bình phương, thì ta có thể giải phương trình bậc 2 là bằng 1 x bằng 1 trừ 1 trừ đi 2y là bằng trừ 2 trừ 1, và đây là 4 mũ 2 chuyển sang bên này là bằng trừ 3, c của nó bằng trừ 3. Vậy đã thấy nó có hai nghiệm, thì suy ra là vậy phương trình này có hai nghiệm. Câu số 24, thì tương tự như các cái bài ở trên thì ta sẽ thay giá trị A bất kỳ vào. Và số A này là A bình phương căn bậc 3 của A bình phương nhân căn bậc 5 A mũ 4 trên căn bậc 15 của A mũ 7 giá trị cho giá trị A bất kỳ vào thì nó bằng 3. Vậy câu 24 đáp án A. Câu số 25, đạo hàm của f x có tập xác định là, thì mình sẽ tính đạo hàm của hàm số tại các cái điểm này. Ở đây là căn bậc 4 của 2x trừ đi x bình phương. Thay các giá trị tại điểm của các đáp án. Ở đây thì là R mình bỏ đấy. Từ 0 đến 2 thì mình là thay là 1. 1 thì thấy là nó bằng 0. Thì thông thường thì như thầy đã chú ý ở trên kia, bằng 0 thì phải để ý một chút, có khả năng là hàm số nó không xác định tại 0. Thì ta thay giá trị khác vào, đây là 1,2 chẳng hạn. 1,2 thì hàm số có xác định. Thế là đạo hàm này xác định. Trừ vô cùng đến 0 và hợp với 2 dương vô cùng, ta thay là giá trị 3 vào thì là hàm số nó không xác định tại 3. Vậy là đáp án C loại. C loại thì là A và D đều loại. Ta mới quay lại đáp án B, thấy rằng là khi mà thay x bằng 0,1 này thì nó có giá trị này bằng 1,5, thì vậy nó có xác định trong cái khoảng 0,2. Vậy đáp án nó là đáp án B. Câu 26, điểm nào đây không thuộc đồ thị. Thì điểm mà đã thuộc đồ thị thì khi thay giá trị của nó vào nó sẽ là bằng y thôi.
thay một giá trị x vào nó sẽ bằng y log np của 2x bình phương cộng với e bình phương. Thay giá trị thứ nhất là x bằng 0 thì khi nó phải ra đáp án bằng 2 thì đáp án là đáp án A là thuộc đồ thị này. Tiếp bằng trừ e thì này bằng 3 cộng 3,09, thì mình cứ để đây tí nữa mình xem là tính giá trị đó xem nó bằng 3,09 không. Tiếp ra giá trị e bằng 3,09, em thấy là e và trừ e đều ra 3,09, một cái trừ không phải 9. Tiếp là trừ 1, x bằng trừ 1 thì nó lại không ra bằng 2, thì vậy là đáp án D, là không thuộc đồ thị hàm số. Câu số 27, hệ thức giữa y và y phẩy không phụ thuộc x, do y và y phẩy không hệ thuộc phụ thuộc x ấy, thì mình thay x bằng một giá trị bất kỳ vào đây, thì đây là tính thay đây ở đáp án A nhé, y phẩy log np của 1 trên 1 cộng x tại giá trị x bằng 5 chẳng hạn, mình cho một cái giá trị là nó không đặc biệt thì 2 nhân với log np của 1 trên 1 cộng 5 là 1 trên phần 6 thì xem nó có bằng 1 không, thì vậy đáp án A loại. Tiếp là y phẩy cộng với e mũ y, thế tại 5 mà cộng với e mũ y khi đó nó bằng e mũ log np của 1/6, khi đó chọn giá trị bằng 5 bất kỳ mà thì nó bằng 0 không, không thì em thấy là 2 nhân với 4 nhân 10 mũ trừ 12 thì xấp xỉ nó bằng 0, vậy là chọn đáp án B. Em thử tính tiếp là y nhân y phẩy trừ 2 xem, y nhân y phẩy nhân với y, y khi đó nó bằng là log np của 1/5 trừ đi 2 thì bằng là trừ 1,73. Đấy, tương tự như vậy đáp án D nó sẽ không bằng 0, trừ đây nhá y phẩy này thì nó sẽ không bằng 0, như vậy đáp án của nó là đáp án B. Câu số 28, xác định M để A là độ M2 thuộc đồ thị hàm số y bằng log np của 2x bình phương cộng e bình phương, thì để điểm M A độ M2 thuộc đồ thị hàm số thì mình thay vào thôi, thay của bởi vì có đáp án là M bằng 0, 1, 2, 3 rồi mà, đây là 2x bình phương cộng e bình phương, mình thay cái giá trị là bằng 0 vào này, nó bằng 2 thì điểm 0, 2 thuộc đồ thị hàm số 1, 2, 3, vậy là đáp án A là có tọa độ 0, 2 thì thuộc đồ thị hàm số. Câu số 29, hàm số này có đạo hàm thì đầu tiên thì phải để sang chế độ radian ở đây, đây có chế độ radian, và thứ hai là sẽ đi tính đạo hàm tại một điểm bất kỳ, đây là đạo hàm của log np của trị tuyệt đối cos x cộng với sin x trên cho cos x trừ đi sin x tại giá trị bằng 2 chẳng hạn, thì khi đó nó bằng trừ đi 0 và trừ 3,05, sau đó mình đi tính các cái giá trị 2 trên cos 2 là cos 4 thì nó bằng trừ 3,05, vậy là đó đáp án A. Câu 30, fx bằng e mũ x bình phương đạo hàm cấp 2 của f2,0 bằng, thì do là mày tính không tính được đạo hàm cấp 2 thì mình phải tính được đạo hàm cấp 1 nó ra. Ở đây là hàm e mũ x bình phương hàm hợp thì nó sẽ bằng là e mũ x bình phương nhân với x bình tất cả phẩy sẽ bằng là 2x nhân với e mũ x bình phương. Đạo hàm ở đây là yêu cầu là tại 0
thì nó bằng là 2. Câu 3 đáp án B. Câu 31, hàm số log DP của x có đạo hàm cấp n. Thế em để ý này, câu này em thấy rằng là đạo hàm cấp 1 nó y sẽ bằng là 1 trên x. Thì khi mà đạo hàm cấp 1 thì bằng 1 giai thừa trên x này, thì nó bán là đúng, khả năng đúng này. Y 1 trên 1 1 là trừ trừ 1. 1 trừ 1 bằng 0. Đây là n trừ 1 giai thừa. Bằng 1 giai thừa, đáp án B loại này. Khi bằng 1 thì nó bằng 1 này. Bằng 1 trên dừa, đây là 1 phần 2, đáp án D cũng loại nữa, còn đáp án A và đáp án C. Tiếp. Đây là thầy xin lỗi là cái đáp án B là trừ 1, tức là mũ N cộng 1, thì vậy là chỉ có loại đáp án D thôi. Tiếp, đạo hàm cấp 2 của 1 trên x nó bằng trừ 1 trên x bình phương. Thì cấp 2 thì đáp án A loại này, đáp án C loại thì còn đáp án B. Từ khi bằng 2 là trừ 1 mũ 3 bằng trừ 1 trên x bình phương. Câu số 32, noga của 2, a bằng 2 thì tính noga 1, 2, 5 phần 4 theo a. Thì câu này thì mình sẽ tính nó ra. Của 1, 2, 5 phần 4. Trừ đi 3, trừ đi 5, noga 2. Nó bằng 0, thì vậy là đáp án A. Câu số 33, noga cơ số 2 của 6 bằng A. Khi noga 3 của 18, thì mình cũng lấy cái noga cơ số 3 của 18. Mình trừ đi các đáp án đó. Trừ đây thì là 2A trừ 1 trên A trừ 1. Và mình khạc do trong cái máy tính nó không ấn được noga cơ số 2 của 6, thì ta sẽ đổi cơ số sang nốc nếp pe của 6 chia cho nốc nếp pe của 2 chuyển sang cơ số 2 thì nó bằng 0. Vậy nó là đáp án nốc nếp pe của 2, 3. Thằng nào mà đáp án nó bằng 0 thì nó đáp án đúng. Đây là AB trên A cộng B, alpha A, alpha B, AB vẫn giữ nguyên. Vậy là đáp án của nó đáp án B. Câu 35, cho biểu thức B bằng đặt T thì B trở thành, thì khi đó thì mình sẽ nhập cả cái biểu thức B, nhập cả biểu thức B vào thì nó bằng là 3 noga căn 3 căn của alpha x trừ đi 6 noga cơ số 9 của 3x cộng với noga của 1 phần 3 của x trên 9 thì đây nè, ở đây là b bằng trừ trừ 1 trừ t trừ t trừ 1 thì đó t bây giờ bằng noga cơ số 3 của căn x, 3 căn x trừ t trừ 1 trừ đi 1 thì mình sẽ cạc một giá trị x bất kỳ vào thì nó bằng 0, thì nó đáp án đúng. Tiếp, nó là bằng là trừ 2t cộng 1 2t cộng 1 tiếp đáp án C là t trừ đi 1 trừ 2, đáp án D trừ 2t trừ 1 trước. Vậy là đáp án D là đáp án đúng. Câu 36, cho hàm số y bằng e mũ sin x, biểu thức rút gọn của y phẩy cốt x trừ đi y sin x trừ đi y 2 phẩy là. Thì ở đây ta để ý ra, thì ở đây có y 2 phẩy thì do là ta phải tính y 2 phẩy đây này. E mũ sin x thì là đạo hàm của nó, hàm hợp nó bằng là e mũ sin x nhân sin x phẩy, đạo hàm sin x là bằng cốt, thì ở đây nó bằng là y phẩy. Ta tính tại giá trị nào đó. Đây là có y phẩy này.